子，黑卖瓜子。Moments later. I know. Later. Nhắm mắt vào bạn ơi.
5, 9, 5, 5, 8. Thấy chưa? Ghi chưa? À, lắp đâu rồi? Đây. Lắp đâu hết rồi. Ơ, quẩy con thế nhá. Đâu? Đâu? Quả gì? Đâu? À, thằng đèn bầu nhá. Wow, mày ngừa tao. Đúng mình phải trốn ở đây nhá, còn lâu anh Trung mới tìm thấy. À, đau quá. Anh Trung ơi, cứu em với. Hạt tiêu. Mẹ nó kỳ thế nhỉ? Đây rồi. Anh ơi, anh tìm thấy hạt tiêu chưa? À, hay là nó về nhà rồi? Ờ, chẳng vậy. Con bé này, đang chưa thương bỏ về nhà. Thế thôi, anh em mình về đi. Mà anh về nhà anh đi nhá. Về đây. Ừ. Về nhá. Về nhá. Đi ra anh ơi. Anh Trung ơi. Cứu em ơi. À, sao mình nghe hình như tiếng ai kêu cứu hay sao nhỉ? Anh Trung ơi. Cứu em với. Em ơi. Em có sao không? Chị ơi. Em bị trẹo chân rồi. Đâu, để chị xem nào. Đau. Thế, nhà em ở đâu? Thôi, đứng dậy để chị đưa em về. Bố. Bố, Hà Tiêu đã về chưa ạ? Có chuyện gì vậy con? Hà Tiêu đã về chưa bố? Hà Tiêu đi chơi với con mà, sao lại hỏi bố? À, Hà Tiêu sang nhà đón đồ học thêm. Thôi, để con sang đón nó về. Này làm gì mà vội thế nhỉ? Hà Tiêu ơi! Hà Tiêu! Hà Tiêu ơi! Hà Tiêu! Chú ơi! Hà Tiêu về chưa ạ? Ơ! Chú tưởng là Hà Tiêu sang nhà cháu học thêm. À, dạ không ạ! Hôm nay bọn cháu đi chơi, con lại cứ tưởng Hà Tiêu về trước rồi chứ. Ơ! Anh Trung vừa mới bảo với chú là Hà Tiêu sang nhà cháu học mà. Thôi thôi, cháu chào chú, cháu đi về đây. Con trẻ này, không biết giấu mình chuyện gì đây. Nhà em ở đâu, còn xa nữa không? Nhà em ở gần đây rồi ạ. Hà Tiêu ơi, Hà Tiêu. Hà Tiêu ơi. Hà Tiêu, em bị làm sao thế này? Ê, em bị đau. Đưa em xem nào. Bé nó bị ngã trẹo chân. À, em bị ngã. May mà có chị giúp em. May quá, chỉ bị trẹo chân thôi. Tôi để các em về. Em cảm ơn chị ạ. Ừ, hai đứa về đi. Dạ. Này, nhớ về không được nói gì với bố nhá. Ăn đòn đi. Biết rồi. Ơ, bố. Các con đi đâu mà giờ mới về? Dạ, con vừa đón em đi học thêm về. Con vẫn còn nói dối bố à? Con nói thật mà bố. Đậu đậu vừa mới sang bên này hỏi Hà Tiêu xong. Nói mau, nếu không bố phạt cả hai anh em bây giờ. Bố ơi, lúc nãy bọn con chơi trốn tìm. Xong con đi trốn, xong con bị ngã. Ngã gãy chân bố ạ. Ngã đâu mà gãy? Đau. Không phải anh Trung đâu, bố đừng phạt anh Trung nhá. Trung, con đi chơi kiểu gì mà để em ngã như vậy hả? Tại nó tôi ghi quá ấy à? Tại anh không tìm được em ấy. Tại mày tôi ghi quá ấy. Tại anh. Tại mày. Thôi, không phải cãi nhau nữa. Trung,
con đưa em đi chơi để cho em bị thương như thế kia. Bây giờ bố sẽ phạt con. Con phải thay em dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo đi khi nào em khỏi chân thì thôi. Đâu rồi? Quan trọng với chú. Thôi, chú đi đây. Tiền ra đây. Ôi, đây cam bán bao nhiêu rồi? Ở đây không bán ăn. Cút. Ơ kìa, sao có cậu lại đuổi khách của tôi? Chứ bà không có tiền thì bọn tôi còn chăm sóc khách của bà dài dài. Khổ quá, từ sáng tới giờ tôi đã bán được đồng nào đâu. Tôi không cần biết. Đây, các cậu cầm đỡ đi. Tôi còn có từng này thôi. Bà đùa tôi đấy à? Khổ quá, tôi đã nói rồi. Sáng tới giờ tôi đã bán được đồng nào đâu. Này thì bán này. Đây, các cậu cầm lấy, tôi đi cho. Biết điều thế có phải tốt hơn không? Đi. Thank you.
để thu được đống tiền. Ô, đại ca, đại ca. Chúng mày vừa đi đâu về? Bọn em vừa đi uống nước đi mà đại ca. Chúng mày đi lừa tao đấy à? Nói. Bọn em vừa đi thu ít phế ở cửa hàng. Tao bảo chúng mày đi thu phế à? Đại ca, chúng em chỉ kiếm ăn chút thôi mà. Tao bảo chúng mày thế nào rồi? Bây giờ phải làm ăn lương thiện. Dạ. Cho chúng mày cơ hội cuối cùng, mang tiền ra trả người ta. Vâng, bọn em đi luôn đấy ạ. Sáng nay tôi mới đưa tiền cho các cậu cho con tí. Đâu mình cô. Cùng cầm lấy đi. Bây giờ cô cứ bán hàng thoải mái. Đến buổi sáng cô cho người ta xin lỗi. Là cháu à? Vâng ạ. Chú ơi, chuyện lần trước có phải là do chú giúp mẹ cháu không ạ? Không phải là chú đâu. Chắc vì cháu làm việc tốt nên được người khác giúp đỡ thôi. Chỉ cần cháu luôn thật thà lương thiện thì mọi điều tốt sẽ đến với cháu. Mà thôi chú đi đây. Chào cháu nhé. Chào chú. Sáng tới giờ rồi. Đúng rồi đấy mẹ, con cũng mệt. Ôi giời ơi, vừa mới làm có tí đã kêu mệt. Nhanh cái tay cả chân lên, về nấu cơm cho anh ăn, chiều anh còn đi học. Bọn con cũng phải đi học mà. Mẹ toàn thiên vị anh thôi. Sao mẹ không bảo anh về nấu cơm đi? Nhà có hai đứa con gái, không lẽ là để anh mày nấu cơm à? Nhanh cái tay lên. Thôi chị ạ, mình làm nhanh còn về nấu cơm. Vẫn sớm mà mẹ. Sớm gì nữa. Thôi con chuẩn bị mà đi học đi. À mà này, mẹ cho tiền ăn sáng này. Xin mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho chúng con xin tiền mua bút ạ. Mày vừa viết vừa ăn hay sao hết nhanh đấy. Vừa mới cho tiền mua xong bây giờ lại đòi mua tiếp ạ. Hay là mày định xin tiền để làm gì đúng không? Dạ đâu có đâu mẹ. Lâu nay mẹ có cho tiền con mua bút đâu. Con còn phải dùng bút của chị đấy. Nhưng mà hôm nay chị hết bút rồi, nên con phải dám xin tiền mẹ mua đấy ạ. Thế mua cái bút bao tiền? Sợ 3.000 mẹ ạ. Đây, mẹ cho 10.000. Cầm đi mà mua bút. Vâng ạ, xin mẹ. Thôi đi học đi, chưa lờ về mà nấu cơm. Mẹ con đi học đây. Ừ, con trai của mẹ đi học đi. Dạ vâng ạ. Thank you.
Mẹ ơi, hôm nay con làm bài kiểm tra được 8 điểm đấy. Ôi, con của mẹ giỏi thế á? Dạ. Thế con thích gì để mẹ mua cho nào? Con thích đôi giày. Được, mẹ sẽ mua cho con. Vâng ạ, con vào đây. Mẹ ơi, hôm nay con với cả Hà Tiêu mỗi người được 10 điểm kiểm tra mẹ ạ. Chúng mày học nhiều để làm cái gì? Học nhiều để sau này về cãi chồng à? Thôi, đến cây ra cửa đi, xuống nấu cơm, ngon rồi. Chị ơi, sao lúc nào mẹ cũng thiên vị anh ấy nhở? Em không biết em có phải là con nuôi không nữa. Thôi, em làm đi, kẻo mẹ nghe thấy, mẹ mắng hai chị em mình đấy. Hà ra! Hà! Ăn không xong nữa. Ăn như đứa con nít vậy, hả? Bà ăn đi, không cho ăn người ta bảo tôi bất hiếu. Ăn! Tự đi mà ăn đi! Bà gọi hai đứa con gái rượu bà về vào trong à? Alo, sao? Ừ à? Ừ, mày đợi tí nhá. Tu ăn đi. Mang về mà chăm sóc. Mẹ, mẹ ơi, từ bây giờ mẹ không phải lo nữa, bọn con sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ nhá. Mẹ ơi, mẹ không cần phải nói gì nữa. Từ nay chúng con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ sẽ sớm bình phục thôi.